Chào mừng cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn đã đến với màn nhỏ của Minh Thạnh Vlog. Đầu tiên Thạnh cũng xin được gọi là chào và cũng xin kính chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống thường ngày. Nếu là lần đầu tiên đến với kênh, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực cho Minh Thạnh Vlog. Không nay giờ hơn một lần nữa, Thạnh xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Và qua đây Thạnh cũng xin chia sẻ tâm tư nguyện vọng cũng vì cuộc sống mưu sinh. Nếu như video có lại làm phiền tới thời gian của cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn thì xin hãy thông cảm và bỏ qua cho. Video hôm nay Thạnh xin chia sẻ mẫu xe số Honda Dash 125 phần khói công bố giá bán. Honda Dash 125 nâng cấp ngoại hình thể thao, công ty chọn hai phanh đẻ, bổ sung thêm sự lựa chọn mới cho người sử dụng. Xe số Honda Dash 125 được bổ sung 3 tùy chọn màu sắc mới gồm vàng đen, đỏ đen và xanh đen với mức giá bán vào khoảng tương đương 34 triệu đồng. Đây là con số vô cùng cạnh tranh ở thị trường xe số 125 phân khối thời điểm hiện tại. Và nếu mẫu xe về thị trường Việt Nam thì đây sẽ là đối trọng uy hiếp cho các mẫu xe 125 phân khối. Ngoại hình Dash 125 đã được Honda Malaysia nâng cấp với xu hướng mạnh mẽ tốc độ. Theo đó, ngoại hình mới của xe đã có nhiều thay đổi thể thao, đèn pha với thiết kế mới LED tiết kiệm điện. Các góc cạnh cũng tập trung vào việc giảm lực cản nhiều hơn, tăng khí động học. Đồng hồ xe Dash 125 được thiết kế với giao diện analog phong cách đường đua với tạo hình cá đuối. Là mẫu xe được hướng tới nhóm khách hàng đa dạng với nhu cầu đi lại hàng ngày, Dash 125 được trang bị ngay hệ thống phuộc ống lồng trước và là so đôi sau nhằm giảm thiểu giá thành của xe. Đặc biệt ở hệ thống phanh, xe Dash 125 sẽ được trang bị phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau, gia tăng tính an toàn, tự tin, đầy phấn khích. Hệ thống lốp cũng được nâng cấp với lốp không xăm với kích thước lốp trước 70/90/17 và lốp sau 89/90/17. Honda Dash 125 mới sẽ được trang bị bình xăng với dung tích 4 lít, giúp thoải mái chinh phục những cung đường dài tốt hơn. Honda Dash 125 sử dụng khối động cơ SOHC 4 kỳ, la mát bằng gió, dung tích xe lăn lên đến 124.3 cm khối, vô cùng mạnh mẽ, tạo nên sự vượt trội với các đối thủ trong cùng phân khúc. Khối động cơ này cho phép xe Dash 125 sản sinh công suất tối đa đến 9,8 mã lực tại 8.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 9,54 Nm tại 6.500 vòng trên phút. Honda cho biết mẫu xe cũng tiết kiệm nhiên liệu không kém so với mẫu xe Way Alpha. Tuy nhiên, con số thực tế 55 km trên lít vẫn chưa được chứng thực và vẫn còn có thể thay đổi rất nhiều do các yếu tố khác. Và vừa rồi là thông tin và hình ảnh về mẫu xe số Honda Dash 125. Hy vọng video sẽ đem đến những thông tin tham khảo hữu ích cho cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn. Thấy video cho bạn xin một like, đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực. Giờ sắp cùng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video sau. Và bye bye.